được gặp lại quý vị trong chương trình tạp chí ngân hàng trên kênh truyền hình FVNC. Và như thường lệ, trước khi đi vào phần tin chi tiết thì chúng ta hãy cùng điểm qua những nội dung nổi bật trong tạp chí kỳ này. Ngân hàng nhà nước bác tin đồn sẽ điều chỉnh tỷ giá. 85-88% các ngân hàng nghĩ lãi suất cho vay sẽ giảm đi hoặc ổn định. Xử lý nợ xấu đã đến lúc cần cả quyền lực của Quốc hội. Và sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, từ đầu tháng 10 trở lại đây thì tỷ giá liên ngân hàng liên tục có biến động tăng. Cùng với đó thì thị trường xuất hiện tin đồn là ngân hàng nhà nước chuẩn bị điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng. Tuy nhiên, trao đổi với báo chí mới đây thì Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã khẳng định ngân hàng nhà nước sẽ không điều chỉnh tỷ giá. Ngân hàng nhà nước nhận định nguyên nhân của biến động tăng tỷ giá trong nhiều ngày gần đây chủ yếu là do yếu tố tâm lý trước tin đồn ngân hàng nhà nước sẽ điều chỉnh tỷ giá. Theo Ngân hàng Nhà nước, mặc dù có diễn biến tăng, nhưng tỷ giá thực tế trên thị trường liên ngân hàng vẫn thấp hơn nhiều so với trần tỷ giá theo quy định. Cung cầu ngoại tệ hiện vẫn ổn định, cán cân thanh toán tổng thể vẫn tiếp tục thặng dư trong tháng 9. Vì vậy, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ không điều chỉnh tăng tỷ giá bình quân liên ngân hàng mà giữ ổn định như hiện nay. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi sát thị trường, điều hành đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để đảm bảo ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối và ổn định tỷ giá. Trong trường hợp cần thiết, Ngân hàng Nhà nước khẳng định sẽ bán ngoại tệ can thiệp để ổn định tỷ giá trong biên độ đề ra. Vào ngày 19 tháng 6 năm 2014, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng tăng 1%. Theo Ngân hàng Nhà nước, sau quyết định này, thị trường ngoại tệ vẫn diễn biến ổn định. Mặt bằng tỷ giá mới được thiết lập nhưng vẫn thấp hơn so với trần tỷ giá theo quy định. Đến cuối tháng 9, tỷ giá liên ngân hàng thực tế chỉ tăng 0,5% so với cuối năm 2013. Kính thưa quý vị, Bộ Tư pháp vừa ban hành thông tư 18 hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản của công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng VAMC. Trong đó thì việc xác định giá khởi điểm đối với tài sản bán đấu giá đã được quy định rõ để đảm bảo quyền lợi của các bên. Theo quy định của thông tư 18, kể từ ngày 10 tháng 11 tới, khi mua nợ xấu của tổ chức tín dụng theo giá thị trường, VAMC được quyền thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá hoặc tự định giá để xác định giá khởi điểm. Nếu VAMC mua nợ xấu theo giá trị ghi sổ bằng trái phiếu đặc biệt thì được thỏa thuận với tổ chức tín dụng đó về giá khởi điểm. Tuy nhiên, khi xác định giá khởi điểm của tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu, VAMC phải thỏa thuận với chủ sở hữu tài sản đó hoặc bên thế chấp quyền sử dụng đất. Nhằm đảm bảo tính khách quan, minh bạch, hiệu quả và tăng cường trách nhiệm, VAMC phải thông báo công khai về việc thuê tổ chức bán đấu giá và chịu trách nhiệm lựa chọn tổ chức bán đấu giá, phương án đấu giá. Để VAMC thuận lợi trong việc bán đấu giá tài sản nhằm xử lý nhanh nợ xấu, thông tư 18 đã rút ngắn thời hạn niêm yết thông báo công khai tài sản đấu giá. Cụ thể, thời hạn niêm yết thông báo công khai đối với tài sản bán đấu giá chậm nhất là 4 ngày, bất động sản chậm nhất là 15 ngày trước ngày mở bán đấu giá, tức rút ngắn một nửa so với nghị định 17. Khảo sát do Ngân hàng Nhà nước mới công bố cho thấy phần lớn các nhà cho vay tiếp tục nghĩ là lãi suất sẽ còn giảm tiếp hoặc là ổn định trong những tháng cuối năm. Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh đối với các tổ chức tín dụng do vụ dự báo thống kê Ngân hàng Nhà nước mới thực hiện cho thấy hơn 85% các ngân hàng kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động vốn và cho vay sẽ duy trì ổn định hoặc là giảm đi trong 3 tháng cuối năm nay. Đặc biệt, có đến 44% ngân hàng nghĩ lãi suất cho vay những tháng tới sẽ giảm thêm 0,22% một năm so với cuối quý 3 năm nay, và mức giảm của lãi suất cho vay cũng sẽ lớn hơn lãi suất huy động. Với xu hướng giảm lãi đầu ra, các ngân hàng cũng dự báo nhu cầu vay vốn cả với doanh nghiệp và cá nhân có thể sẽ tăng tốc trong khoảng 3 tháng cuối năm 2014, nhất là ở những ngân hàng thương mại nhà nước và ngân hàng thương mại cổ phần lớn. Ngoài ra, bất chấp xu hướng giảm lãi suất đầu vào, tiền gửi được cho là vẫn sẽ đều đặn chảy vào ngân hàng, thậm chí sẽ còn nhích hơn vào những tháng đầu năm. Một thông tin khác thưa quý vị, mới đây thì Bộ Công an đã khám xét khẩn cấp công ty tư vấn đầu tư Khải Thái tại Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, thu giữ hàng chục tỷ tiền mặt và các tài liệu có liên quan đến huy động vốn lãi suất cực cao và kinh doanh vàng trái phép. Điều tra ban đầu cho thấy công ty Khải Thái trước đây đã từng lập sàn vàng tài khoản, sàn ngoại tệ trên mạng. Đến năm 2012 thì Khải Thái chuyển sang huy động vốn với lãi suất rất cao, từ 36-42% một năm để đầu tư vào các sàn vàng quốc tế. Hiện thì công ty Khải Thái đã huy động được khoảng 200 tỷ đồng của khoảng 2.000 tài khoản ủy thác đầu tư. Gần như toàn bộ số tiền này đã được chuyển ra nước ngoài để giao dịch vàng. Doanh nghiệp này có chuyên gia riêng tại Đài Loan, Trung Quốc, chuyên chơi vàng tài khoản trên các sàn giao dịch ở Quảng Đông và Hồng Kông, Trung Quốc. Hiện thì danh sách các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh mua bán vàng miếng không có tên công ty Khải Thái. Trước đó, hôm 26 tháng 9, thì cơ quan công an cũng đã khám xét và tạm giam hai lãnh đạo của công ty đầu tư VGX vì kinh doanh sàn vàng trái phép.
Và trong chuyên mục con số ấn tượng tuần này thì chúng tôi muốn đề cập đến con số 7,26%. Đây là tăng trưởng cho vay toàn hệ thống ngân hàng tính đến hết tháng 9 năm nay, theo như tổng kết mới nhất của Ngân hàng Nhà nước. Trước đó, trong phiên trả lời chất vấn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã khẳng định mức tăng trưởng dư nợ đến hết tháng 9 vừa qua đã cao hơn mức tăng dư nợ 6,87% của cùng kỳ năm ngoái. Do đó, khả năng ngành ngân hàng sẽ hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kế hoạch cho năm nay là từ 12 đến 14%. Hiện cơ cấu cho vay đang tiếp tục chuyển biến theo hướng tích cực. Ví dụ như cho vay với lĩnh vực ưu tiên tăng khá và cá biệt như là cho vay các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng đến 12-12,7% so với cuối năm ngoái. Cho vay khu vực bất động sản cũng tăng nhanh hơn 9,8%, thể hiện rõ xu hướng ấm nóng của thị trường này. Dù vậy thì người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước vẫn nhận định tăng trưởng cho vay với nền kinh tế như vậy vẫn là chưa cao do sức hấp thụ vốn còn yếu, còn vướng mắc trong xử lý tài sản đảm bảo và cơ chế bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn còn hạn chế. Vâng, và kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại phần 1 của chương trình. Phía xin mời quý vị theo dõi phần 2 với các nội dung nổi bật sau đây. Đổi tiền rách tại ngân hàng không phải trả phí. ECB triển khai chương trình mua nợ từ các ngân hàng.